thực hiện tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tiên và công ty cổ phần nhựa Reliable Việt Nam tại thành phố Biên Hòa. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đều báo cáo đã chấp hành các quy định về an toàn về lao động như trang bị bảo hộ cho lao động, xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm, xây dựng nội quy quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc, thực hiện bồi dưỡng cho lao động làm các công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm và tổ chức khám sức khỏe cho lao động, tổ chức tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2023 thông qua các buổi sinh hoạt đầu giờ và các ứng dụng mạng xã hội theo từng nhóm quản lý. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế sổ sách và tại nơi sản xuất, đoàn giám sát đã phát hiện nhiều lỗi như chưa phân loại lao động làm việc bị nguy cơ độc hại, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đánh giá về an toàn vệ sinh lao động chưa đầy đủ theo quy định, thành lập hội đồng bảo hộ lao động chưa đúng thành phần, chưa thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn lao động chưa hợp lý. Do đó, các thành viên đoàn giám sát đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục các lỗi trên và có báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 năm 2023 những nội dung khắc phục và chưa khắc phục được để tránh bị thanh tra tiến hành xử lý theo quy định.